Xin chào tất cả các bạn nha. Nay thì mình sẽ đi vào nhà của anh Thanh Chém để tìm anh. Hôm nay trời mưa quá. Trời mưa. Đi trời mưa. Trời mưa quá. À đây rồi. Mày quá, hôm nay Thanh Chém ở nhà trời mưa không đi làm phải không? Nay trời mưa ở nhà thôi. À. À anh có con chim họa mi đẹp thế. Ôi con này đẹp à. Có bán không? Ôi con này không bán đâu. Không bán á? Con này không bán đâu. Con này nuôi lâu lắm rồi. Ờ. Nuôi lâu lắm rồi con này không bán đâu. Bao lâu rồi? Ô con này tính tuổi về thì còn gần sắp bằng cái tuổi của mày rồi. Thế cơ à? Sắp bằng cái tuổi của mày rồi. Ai dạ. Nuôi lâu thế rồi cả. À, nuôi lâu lắm rồi. Ờ. Cái cám của nó thì anh làm bằng gì? Cái cám của nó. Ờ cám, cám của nó thì anh mua ở chợ về thôi. Chợ về à? Mua ở chợ về, với lại là anh mua ở chợ về này, xong là anh mang về, anh bắt đầu trộn với trứng. Nhưng mà cái trứng này là trứng gà đen nhá, lông xước nhá. Thế à? Đấy, trộn trứng gà đen này. Ờ. Với lại là thịt bò này, thịt ngựa này. Thịt bò, thịt ngựa nữa cả. Đấy, cào cào. Ờ. Xay ra xong bắt đầu cho nó ăn. Ờ. Với lại là cái, có 32 cái loại lá ở trên rừng ấy. Cho ăn thì nó mới hót căng á. Lại còn cả cái lá ở trên rừng nữa cả. Đấy, lá ở trên rừng nữa cơ, mà 32 loại. Lá đấy anh có thể kể tên cho em biết được không? Ui, cái đấy không được đâu. À. Kể cho mày thì, lại truyền cho mày hết thì mày mang đi thì mày làm ở dưới xuôi mày thì nó hót quá. Tao không truyền cho đâu. Thế à? Không truyền được. Ôi à. Con chim này ghê nhỉ? Hót mà. Hót không? Anh làm nào cho nó hót nào? Đây đây, để tí tao lên. À đây đây, có cái lá ngô đây để tao truy cho nó hót. Lá ngô á? Lá ngô đây. À. Đấy, chùy thành con chim mái thì nó hót mà, con này hót lắm. Ai dạ, lại còn cách này để chùy cho chim nó hót à? Đúng rồi, tao buộc vào như này thôi, tao bó vào như này xong rồi tao thổi nó thì nó hót mà. Có cần phải đứng xa ra không? Cần đâu. Thế à? Con chim này nuôi lâu lắm rồi. Ờ, nó hót thật. Bà. Hay mưa quá nó không hót. Anh bảo đâu con này hót đấy, nó hót cả sáng rồi, nó hót cả sáng rồi. Bây giờ chắc nó hót, nó cũng sắp chán rồi. Thế à? Ờ, hay đấy. Bán không con này bán không? Ôi con này không bán đâu. Thôi chỗ người quen thì thôi anh bán cho em đi. Ôi, em thích quá. Hả? Nhưng mà con này không bán đâu, con này nuôi lâu lắm rồi. Còn sắp bằng cái tuổi của mày rồi. Bây giờ? Đấy, nó hót cái này mà. Hay đấy, giờ. Hay mà, con này nuôi lâu lắm rồi. À, trong này có cả lợn nữa à? Nhà anh nuôi cả lợn à? Có mà. À. Nuôi có 2 con lợn bé bé rồi. Ui dồi, con lợn này mà anh bảo bé á. Ui dồi. Bé đâu mà. Lợn to thế. Thế còn con bên này là con của nó anh? Con bên này là con nó. À sao lại không nhốt chung nó? Không, tách nó ra chứ. Hả? À. Tách nó ra thì để ngày mai con này bắt đầu là con này đang có chửa rồi. À. Con này đang có chửa rồi. Để ngày mai ngày kia là nó con này chuẩn bị đẻ đấy. Chuẩn bị đẻ tiếp à? Ừ, chuẩn bị đẻ tiếp. À tách ra. Tách ra đâu. Ờ à, mà cái chuồng này nó không đi đâu à? Nó không đi đâu. Lợn trên mình nó thuần mà. Ừ. Lợn ở đây thì con lợn này anh nuôi cũng lâu rồi à? Con này đâu rồi? Con này nuôi gần 3 năm rồi. Ồ, thế cũng sắp con này phải đến tạ rồi chứ mà anh bảo bé. Ở đây nó khoảng tầm bao cân thì mới mổ? Con này ở đây thì dân đây thường là cứ rơi vào tầm khoảng là gần 2 tạ thì mới mổ. Gần 2 tạ mới mổ? Đúng rồi, nó phải thật béo lên thì mới mổ. Bây giờ nó đang bé mà. À, thế à? Ờ. Ừ, ghê nhỉ? Lợn. Đấy, nhà Thánh Chém có 2 con lợn ghê thật đấy. Bên này nữa. Đấy, con chim. Thôi khả năng anh bán cho em con chim này đi. Hả? Nếu mà chú mà thích quá ấy, thì anh cũng sẽ bán cho chú. Nhưng mà con này thì nếu như là góc độ mà anh quen biết chú ấy thì anh bán chú là 19 triệu. 19 triệu á? Ờ. Ui dồi, sao đắt thế? Em nghĩ là nó chim họa mi nó rẻ thế chứ. Không. Hả? Nếu mà ở dưới xuôi ấy thì con này anh bán 20 triệu nhưng mà chú thì chú quen biết thì anh bán 19 rồi. Ai dạ? Ờ, 19 triệu rồi. 19 triệu à? 19 triệu thì phải để em về em ấy á, em hỏi vợ em á, ý kiến vợ em xem như thế nào nhá. Tại vì là nếu mà mua một con chim như này thì bằng 3 con bò nhà anh đấy.
Đúng bằng thế còn bố... con lợn kia chắc là bằng chưa bằng cái lông của nó. Con lợn không bằng đâu, con lợn để 4-5 triệu thôi. À. Người mông mình đây là hay nuôi chim, ơi khó lắm. Mà cầm con chim về đi nó oách à? Hay nhớ người mông mình đội cái mũ nồi với lại là con chim này đi thì ô thích lắm. Thấy em nọ bảo là con chim của anh là hot với cả cái vùng này nó sợ hết à? Sợ hết. Thế là bây giờ ở xung quanh đây không ai dám nuôi chim nữa à? Ở đây là có ai nuôi đâu, bây giờ muốn nhà anh thôi. Thế là con này cầm tay nó còn hot mà. Thế à? Ừ. Ui giời. Thế thì... hay lắm. Ờ thế thì em về em bàn anh nhá. Xem là nó có xem vợ em có cho ý kiến không, biết đâu cái nó về nó chết cái thì là thôi mất luôn cả chì lẫn chài. Thế thì chú đi về hỏi vợ đi. Tại vì bây giờ anh phải truyền cho em cái cách làm cám của nó cơ. Làm cám thì anh truyền cho thôi, nhưng mà được cái là còn cái lá thuốc 32 cái loại lá thuốc ở trên rừng thì anh không cho, anh không truyền được. Thế mới khó như đấy, bây giờ nó cứ ăn cái lá thuốc của anh nó quen rồi, nó hot về nhà em nó chả hot, nó im tịt ra thì phải có cái lá thuốc này nó mới hot ác ấy. Nếu mà mua cái cám ở chợ về thì nó hot bình thường thôi. Rồi. Con lợn ghê thật, con lợn nhà anh dữ quá nhỉ. Đâu con này thuần đấy. Thôi được rồi, thế nhá, em bây giờ thế em phải đi về á, em bàn đấy nhá. Xem là vợ em nó có cho mua không, chứ bây giờ em mà bỏ tiền ra như này mà em mua con chim này của anh 19-20 triệu thì em đi mua cả đàn bò mất rồi. Thế thì chú cứ đi về bàn với vợ đây. Thì anh vẫn nuôi đây mà. Cái mũ nồi này, mũ nồi hôm trước à? Hay là mũ nồi nào đây? Không, cái mũ nồi này là cái mua cái mới rồi. À, đại giả, hôm nay ông nọ bảo bán không bán, hôm nay lại cái có. Hôm trước là không bán đâu, cái hôm trước là cho thằng con nó đội thôi. Thấy cái này là cái vừa mua mới. Cái này thì riêng mà trời mưa trời miếc là không bị sao phải không? Không bị sao, đây, mưa nó đọng lại trên này mà nó chảy ra đâu, giống như kiểu cái la mon mà nước mưa chảy vào cho nó bắn ra đâu. Mà họ bảo là xịn là phải xem vào cái núm này à? Ôi đuối. Chú đừng sờ cái núm này, đứt cái núm của anh là cái mũ nồi là không có giá trị. À. Đắt nhất là gửi cho cái núm này. À, đắt nhất là cái núm này, cái giá trị của nó ấy. Giá trị của nó là đắt nhất ở chỗ cái núm này. À. Cái này chắc là đắt hơn cái trước à? Cái này đắt hơn chứ. Cái này bao tiền? Cái này là mua gần 15 triệu về đấy. Ai dạ, gần 15 triệu cơ à? Gần 15 triệu. Ai dạ, ông này toàn chơi đồ độc mấy cả đồ lạ anh nhỉ. Đấy, người mông trên này là cứ chim với là mũ nồi là thích rồi, dân trên này là thích lắm. Chim họa mi thì sở hữu ngon 20 triệu. Đấy. Mũ nồi thì 15 triệu. 15 triệu. Thế còn cái áo này? Áo này là áo của dân tộc Mông mình ấy. Cái áo này là lúc mua mới về là cái này là hơn 6 triệu. Hơn 6 triệu cái áo này? Hơn 6 triệu cái áo này đấy. Áo này là không được giặt xà phòng này. Không được giặt xà phòng mà. Đúng rồi, áo này là chỉ giặt bằng nước lá thôi. Giặt bằng nước lá nó sạch đúng không? Thế khoảng bao lâu thì mình sẽ phải giặt một lần? Vì là mình cứ mặc hàng ngày thôi. Cứ hàng ngày mình giặt quần áo bình thường mình này. Trừ khi là mình đi vào cái chỗ bẩn lắm thì mình phải giặt thôi phải không? Đúng rồi. Cứ mặc một buổi hai buổi là về là mình phải giặt. Tại vì là áo này là chỉ mặc trong cái dịp mà nó dạng quan trọng thôi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Với lại là hoặc là đi chơi đi trước như kiểu đi chơi chim này thôi phải không? Đi chơi chim như này thì anh chuẩn bị mang con chim đi chơi. Thế đâm ra là anh mới mặc những cái bộ như này đi. May quá hôm nay em vào lại được gặp anh ở đây. Rồi em cảm ơn nhá. Rồi, xin chào các anh và chào các bạn nhá. Ủa con chim tôi vẫn thích quay con chim này nó hot. Chim hot mà. Con chim này cầm tay nó còn hot mà. Anh xùy lại cho nó hot phát nữa nào. Xùy lá thì phải lấy lá ngô. Cứ phải lấy cái lá ngô đấy à? Không, lá ngô vì là mình đây mình không nuôi được con chim mái. Mình không nuôi được con chim mái đâm ra là mình phải xùy bằng tiếng như này để làm như kiểu mái. Đấy, nó tưởng là con chim mái thì nó hot. Đây quấn vào như này. Đúng rồi. Cứ quấn vào như này. Đúng rồi. Chắc từ sáng giờ anh cho nó kêu ác quá rồi. Con này nó kêu được cả ngày mà, nó hót được cả ngày đấy. Con nó hót được cả ngày đấy. Anh nuôi nó lâu thế này nó cũng thành tinh rồi còn gì nữa. Rồi. Rồi. Con này mười mấy năm trong lồng. Thôi anh đi chơi đi, em xin phép đây, em phải về đây. Anh cũng mang con chim này đi, anh đi chơi nhà bên cạnh một tí. Hót mà, con này cầm tay như thế này tí nó còn hót.
Rồi, em về nhá. Ngon lắm. Chào bác nhá. Ừ. Vâng. Anh cũng mang con chim về đi chơi rồi. Nhà bên tí.